anh đang ở nhà Yên Bái. Nguyễn Thái Yên, đây là anh Thái. Là bỏ thời gian, bỏ những chỗ khác đến chỗ em hai tay. Cảm ơn anh nhiều nhá. Ta đang nhà kia hai bãi nhá. Căng luôn lên gì đây. Anh em uống bia thôi, vui thôi. Đây, có cháu nhỏ này, đồ loạn này. Có nhỏ đồ làm gì đâu em. Anh em vui vẻ với nhau, ngồi chắn rượu chắn bia thôi. Nhạc đâu, nhạc em ơi. Rồi. Em uống nhưng em vẫn nhớ lời anh. Là thôi bây giờ chị chưa ăn gì. Thì bây giờ là em đưa chị ra quán. Chị ăn cháo, ăn bún phở là đấy. Chị ơi. Mình toàn người nhà gì đâu. Em anh cảm ơn em Khoa Kiên nhá. Kiên Khoa. Hôm nay cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cũng đang xem livestream của mình nhé. Cũng cảm ơn vợ chồng em Hà Yên Bái. Đấy, mình cũng lên đây để chào lỗi đấy. Em điện bật cái điện đi. Tối nay thì mọi người cũng nghe, mọi người nghĩ là mình cứ đi bay nhảy này kia, mọi người nghĩ mình khác. Nghĩ sai. Đây là gia đình nhá. Đấy, có cả cái cháu rồi nè đây, vợ em Hà đây. Đấy, đây tất cả mọi người đây. Cho. Thế nên là phải anh em mình ngồi định hát tí, nhưng mà ý là bật cái nhạc để thẩm nhạc thôi. Chứ thực chất là không phải là anh em mình bay bổng hay là chơi ba cái đồ đoàn này kia đâu. Thế nên là mọi người đừng nghĩ cái chuyện đó. Mà mình hôm nay lên đây để trả lỗi là cũng gặp mấy ông anh của mình với lại tình cờ cũng gặp em Hà. Thì nó anh em bỏ tôi về nhà nhau rồi là chơi bởi tí thôi. Nhưng không phải là ba vấn đề là kẹo ke bay nắc cái này kia, mình nói thẳng luôn. Anh em ngồi có bia, đây có áp mực đây. Thế cho anh em dễ hiểu. Mình thật lắm, chứ mình không phải như người khác này kia. Anh thấy okay. Sao hả? Anh đừng áp đúng không? Bật có áp đúng không? Bật cái không áp làm sao mà môi hồng thế? Không, môi tắt chưa? Tắt chưa? Mình mới tắt cho chồng ấy. Em đấy. Mới tắt. Tắt kiểu tắt gì? Đâu? Đây. Sao mình nó đỏ ấy? Thế tốp tốp mà lại không biết tắt chỗ nào. Bây giờ lái chim luôn. Đây. Em rút cái xịt khói nó đỡ. Đâu nhỉ? Đây. Rồi nhé. Mẹ bông mẹ ấn. Kệ đi. Thật. Đây này. Nó áp cái áp mũi cao. Anh Thái hay dùng áp lắm. Hơi ảo thế. Thế nói đỏ môi. Khó dài cho tin tức này. Không, cái này. Cái đích của anh ấy vô tư thoải mái. Anh... Nhưng mà cái áp mình hạn chế thì mai mình không ai nữa. Được rồi. Ừ. Đây, cho con ấn. Mẹ, tiến sư này. Mày đứng ra có kìa. Sướng. Đây. Không em ơi, nói không như thế nó hơi khó. Mình chỉ nói anh em nè. Anh em bảo cho là cứ tình cảm. Đấy. Để em Hà đây. Có cái cháu nhỏ ở đây đấy, cái cháu nhỏ vui đùa ở đây, nhưng mà anh em mình bảo là nghĩ bảo là anh em mình chơi thế này thế nọ, nó mất quan điểm thôi. Chơi quân chơi đình bế luôn đi. Mình chơi thì mình chơi chỗ khác, nhưng mình sao chơi trong nhà xong là anh em gọi là có cái cháu ở đây được. Cái này là ngon này nè. Rồi, anh cảm ơn. Con vịt nữa. Này em bông xem mà mẹ cho. Em ra tên gì nhỉ? Em tên Hoàng ạ.